Trong chương trình Việt Nam Top News hôm nay, bắt đối tượng lừa bán người yêu sang Trung Quốc, bắt băng nhóm đi ô tô trộm cắp tài sản liên tỉnh, chở quá tải trọng 50% bị phạt 72 triệu đồng, khó xử lý tình trạng xe máy lưu thông trên vỉa hè. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam hai đối tượng Vũ Văn Phượng sinh năm 1995 và Nguyễn Viết Dương sinh năm 1989 đều trú tại tỉnh Phú Thọ về tội mua bán người. Trước đó tháng 10 năm 2014, Vũ Văn Phượng gọi điện từ Trung Quốc về cho bạn gái đang ở Việt Nam, nói mình bị bệnh và muốn người này sang Trung Quốc để phụ giúp kiếm tiền chữa bệnh. Do có tình cảm yêu đương và tin tưởng Phượng nên người này đã đồng ý. Khi vừa đặt chân sang nước bạn, cô gái đã bị Phượng và Dương ép buộc bán cho một người phụ nữ không rõ lai lịch để lấy 25.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 80 triệu đồng. Người phụ nữ kia tiếp tục bán chị Y cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ. Tháng 9 năm 2018, cô gái đã trốn được về Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bắt giữ trước khi các đối tượng tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đồng loạt tiến hành bắt giữ triệu tập 25 đối tượng ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có liên quan đến dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 300 triệu đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 10 thẻ ATM, hàng chục điện thoại di động, giấy tờ và các tang vật có liên quan. Đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động liên tỉnh từ nhiều năm nay, gồm 5 cấp đại lý, hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ, sử dụng phần mềm công nghệ thông tin. Trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 500 triệu đồng. Tính lũy kế trong thời gian một tháng gần đây, số tiền đánh bạc khoảng 15 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, mở rộng chuyên án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước và Tây Ninh mở rộng điều tra băng nhóm đi ô tô trộm cắp liên tỉnh, vừa bị Công an huyện Dầu Tiếng triệt phá, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thịnh Tiến, 21 tuổi, Lê Thế Dũng, 47 tuổi và Trương Văn Lực, 27 tuổi, cùng trú tại Bình Dương. Trước đó, lực lượng phối hợp đã bắt giữ xe ô tô tải biển số 61P1842 do Nguyễn Thịnh Tiến điều khiển. Bên trong chở 2 xe máy là vật chứng của vụ trộm. Quá trình điều tra, Công an huyện Dầu Tiếng tạm giữ thêm 1 xe ô tô là phương tiện thực hiện phạm tội và bắt giữ thêm 2 đối tượng, Lê Thế Dũng và Trương Văn Lực. Các đối tượng khai nhận, ngoài thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, 3 đối tượng trên còn thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh với tổng tài sản trộm hơn 800 triệu đồng. Công an huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý thành công thu gom 180 quả đạn pháo trong rẫy cà phê của gia đình ông Ina Neto, sinh năm 1966, trú tại Buôn Đắk Tro. Đây là các quả đạn chủng loại đạn pháo 105 ly được chôn dưới đất. Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, nhân lực thu gom, xử lý số đạn pháo trên, đồng thời rà soát toàn bộ các khu vực rẫy cà phê lân cận nhằm đề phòng còn đạn pháo sót lại. Được biết, khu vực rẫy cà phê của gia đình ông Ina Neto trước đây là khu vực sân bay của chế độ cũ. Bắt đầu từ năm sau 2021, thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đăng ký thi trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là nội dung được thực hiện theo quyết định 441 phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công. Để đảm bảo cho việc đăng ký theo cách mới này diễn ra thuận lợi, Bộ đã triển khai nhiều văn bản điện tử từ quản lý lịch làm việc, phòng họp, cấp chữ ký số, tích hợp việc thanh toán trực tuyến, thí điểm thanh toán học phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện Bộ đã số hóa gắn mã định danh cho tất cả đối tượng cần quản lý, gồm 53.000 trường học, gần 24 triệu hồ sơ học sinh, 1,4 triệu hồ sơ giáo viên trên cả nước. Theo thông báo kết luận thanh tra vừa được Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh công bố, tính đến tháng 9 năm 2019, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt quỹ, vượt trần năm 2017 của 151 cơ sở khám chữa bệnh là gần 259 tỷ đồng. Và chi phí khám chữa bệnh vượt dự toán, vượt trần năm 2018 là hơn 186 tỷ đồng. Các khoản chi vượt này chưa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét và chấp nhận thanh toán. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh xác định, để vượt quỹ, vượt trần và vượt dự toán, ngoài nguyên nhân chủ quan, còn do nguyên nhân khách quan như đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, thay đổi chính sách thông tuyến khám chữa bệnh các bệnh viện quận huyện. Đa số các bệnh viện tại thành phố là tuyến cuối nên số lượt khám bệnh tăng dần mỗi năm. Lượng bệnh nhân các tỉnh chiếm bình quân 50% và đa số là bệnh nặng, cần can thiệp điều trị đặc hiệu, chi phí cao. Dù số bệnh nhân tăng hàng năm, nhưng dự toán chi bảo hiểm y tế không tăng, nên dẫn đến vượt dự toán chi bảo hiểm y tế.
liên quan đến câu chuyện giao thông, mặc dù vấp phải sự phản đối của hàng trăm lái xe GrabBike, nhưng Grab Việt Nam vẫn bảo lưu tăng tỷ lệ khấu trừ tính trên doanh thu quốc xe. Theo tính toán của một số chuyên gia tài chính, với việc tăng 5% giá cước, tăng mức khấu trừ với lái xe lên 27,27%. Phần chênh lệch này được Grab đẩy sang khách hàng và lái xe. Khách hàng sẽ phải trả cước nhiều hơn, trong khi thu nhập lái xe nhận về sẽ giảm 1,5-4,5%. Về phía Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này cho rằng Grab đã tính toán để kéo mọi quyền lợi cho mình. Trước thực tế trên, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab cần đề cao trách nhiệm xã hội đối với người lao động, tài xế lái xe tại Việt Nam để góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Nếu hành khách không chấp hành đầy đủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại nhà ga và trên máy bay, có thể bị các cảng vụ hàng không phạt hành chính tới 3 triệu đồng. Đây là nội dung vừa được Cục Hàng không ban hành. Cục Hàng không cho biết thời gian tới là các dịp lễ Tết nên nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Do đó, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không phải nhắc nhở hành khách tuân thủ biện pháp phòng chống dịch. Trường hợp hành khách không chấp hành, có thể áp dụng quy định của Nghị định 162/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không. Khách vi phạm, các hãng hàng không cần phối hợp với cảng vụ hàng không liên quan để xử lý kịp thời, với mức phạt tối đa 3 triệu đồng. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tài xế điều khiển xe chở quá tải trọng với số tiền 72 triệu đồng. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 12, trong lúc tuần tra kiểm soát tải trọng trên tuyến quốc lộ 29, đoạn qua xã Ea Sô, huyện Ea Ka, một tổ công tác của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện xe tải lớn mang biển kiểm soát 77C06960 chạy hướng Phú Yên đi Đắk Lắk có biểu hiện vượt quá tải trọng, nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô tải là Nguyễn Thành Danh, 25 tuổi, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trên xe chở đầy phân bón cho cây trồng. Tài xế Danh khai nhận đã vận chuyển số phân bón này từ tỉnh Phú Yên lên huyện Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi tiến hành cân tải trọng, thì chiếc xe này quá tải đường cho phép trên 50% và quá tải lưu hành cũng trên 50%. Với hành vi đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Danh với tổng số tiền 72 triệu đồng theo Nghị định 100 của Chính phủ. Liên quan đến tình trạng xe gắn máy lưu thông trên vỉa hè diễn ra tràn lan tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến vỉa hè nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh bị cày nát, xuống cấp, nhất là tại các quận nội thành. Mặc dù đã có các quy định để xử lý hành vi điều khiển xe đi trên hè phố và lực lượng chức năng cũng tổ chức tuần tra kiểm soát, thế nhưng việc xử lý gặp khó khi phần lớn người vi phạm là người qua đường, không thuộc địa bàn nơi xảy ra hành vi vi phạm. Họ thường là khách vãng lai chứ không phải là người dân trên địa bàn phường mình. Thì chính vì vậy mà khi mà mình xử lý thì mình gặp rất là nhiều cái gọi là cái chống đối. Người ta không hợp tác. Chưa kể số người vi phạm quá đông, xe máy leo lề hàng loạt, nhất là vào giờ cao điểm, các tuyến đường thường xuyên kẹt xe, việc xử phạt rất khó khăn, gần như là bất khả thi. Theo Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, gần một năm qua, việc xử phạt lỗi đi xe máy trên vỉa hè còn rất hạn chế về số vụ, chiếm 0,5% số vụ xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông và hầu hết đều xử lý theo hình thức nhắc nhở. Vào cái thời gian cao điểm, cái lực lượng chức năng thì cũng phải lo điều tiết ở giao thông là các khu vực giao lộ phức tạp, nên là cái việc xử phạt này nó cũng còn chưa có cao. Với một khối lượng mà người đông như vậy thì cái việc mà dừng lại để xử phạt từng trường hợp, tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái khó. Khó khăn và chưa triệt để trong xử lý chạy xe máy trên vỉa hè khiến tình trạng này ngày càng diễn ra như cơm bữa tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Hệ lụy là vỉa hè bị cày nát, xuống cấp, bát nháo, ảnh hưởng mỹ quan và trật tự an toàn giao thông đô thị, đe dọa mất an toàn cho mọi người.